Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, nơi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu, chia sẻ và áp dụng kiến thức của sách vào trong cuộc sống. Mình là một marketer nhưng mà thú thật thì mình ngày trước rất là ít khi tìm tòi về sách marketing. Mình học quản trị kinh doanh, nó đã bao gồm những cái môn về marketing rồi, cho nên là mình nghĩ là những cái quyển giáo trình ở trên trường lớp cộng với những kiến thức mà thầy cô giảng dạy đã là đủ. Nhưng mà điều này là hoàn toàn sai trái. Yes, thực chất là đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mình cũng cần phải nghiên cứu về cái ngành nghề mình đang theo đuổi này rất là nhiều. Mình học hỏi những anh chị ở trong công ty làm website hay là đọc những cái chiến dịch, đọc những cái bài blog về marketing. Và đương nhiên rồi, không thể nào mà thiếu được những quyển sách để mình có thể nâng cao những kiến thức chuyên môn về nghề nghiệp được. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được có thể giới thiệu với mọi người top 5 quyển sách marketing hay nhất mình đã đọc trong năm vừa rồi. Trong clip của ngày hôm nay thì mình sẽ tóm tắt nhanh qua nội dung của 5 quyển sách cũng như là một số những cái bài học lớn nhất mà mình đã đúc kết ra được này. Mong rằng là mọi người có thể tìm được cho bản thân một hoặc hai hoặc thậm chí cả 5 quyển sách phù hợp với bản thân bạn này, với cá tính của bạn cũng như là với cái nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi nhá. Mình nghĩ là clip này có vẻ khá dài đấy. Ok, cùng bắt đầu thôi. Quyển sách đầu tiên, Marketing giỏi phải biết kiếm tiền. Đây là một quyển sách được viết bởi CMO của Coca-Cola và được biên dịch bởi cựu CMO của Vinamilk là Thái Phạm. Có rất là nhiều người hỏi mình là làm marketing sướng nhỉ? Được bay bổng, được sáng tạo, được thỏa thích. Thực ra là ban đầu khi mà mình chọn ngành nghề thì mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Điều này là đúng nhưng mà chưa chuẩn. Hoặc là có những người nói là marketing tốn tiền rồi đấy, chịu chi rồi đấy. Hoặc là có những người lại ca ngợi rằng là marketing phải là những người có tố chất khác người, tại vì đây là một cái môn nghệ thuật. Quyển sách Marketing giỏi phải biết kiếm tiền của tác giả Sergio Gimen này sẽ dạy cho cả thế giới biết thực sự marketing có nghĩa là gì. Điều thứ nhất, marketing là khoa học. Nhiều năm trở lại đây thì những người làm marketing đã tái định vị và nâng cấp marketing trở thành một môn nghệ thuật, tại vì những cái vẻ ngoài có vẻ là khá hào nhoáng, những cái sự kiện này, những cái buổi diễn này, bay tới bay lui tại những cái nơi rất là fancy để chụp ảnh, nhưng mà thực chất thì họ quên rằng cái công việc chính của marketer đó chính là bán hàng. Thực tế thì marketing giống như là một bộ môn nghiên cứu khoa học vậy, tại vì nó sẽ là một cái quá trình nghiên cứu, sẽ đi từ việc thử nghiệm này, sau đó sẽ là đo lường kết quả, rồi đến phân tích và đi đến điều chỉnh phù hợp. Bản thân marketing không phải là một môn nghệ thuật mà nó là những con số, nó giống như là ngành tài chính vậy. Tác giả không chỉ đề cập đến tiếp thị marketing mà cái mà ông muốn nói tới đó chính là nghề tiếp thị kinh doanh, the marketing business, tại vì nó là một cái câu chuyện kinh doanh làm ăn thuần túy. Điều thứ hai, marketing không chỉ là công việc của marketer, vậy thì nó sẽ là công việc của ai? Tại một số những công ty, những cái hoạt động về marketing chưa mang lại cái hiệu quả nhất định, cho nên là mọi người cứ nghĩ rằng những cái hoạt động này nó chính là những cái hoạt động không cần thiết, hay được gọi là vô thưởng vô phạt. Chính vì vậy, bất cứ khi nào cái ngân sách bị siết chặt thì marketing luôn luôn là những cái thứ đầu tiên bị cắt giảm chi phí. Tại vì mọi người cứ luôn luôn nghĩ rằng marketing là một khoản chi phí, nhưng mà thực ra không phải vậy. Marketing là một cái khoản đầu tư. Thực chất, marketing là phòng ban đứng đầu, sẽ hoạch định mọi cái kế hoạch quan trọng để giúp tất cả những cái phòng ban khác, đặc biệt là sale đi theo. Lấy ví dụ kinh doanh là một trận bóng đá, thì marketer giống như là những cái tiền vệ, kiến tạo những cái đường bóng rất là thông minh để những cái tiền đạo đó chính là sale ghi bàn. Chính vì vậy, marketing sẽ xác định bạn là ai, làm gì, tại sao bạn làm điều này và bạn làm điều này cho ai. Điều đó cũng có nghĩa rằng cái trách nhiệm của marketing không chỉ dành riêng cho marketer mà nó dành cho tất cả những ai thuộc một tổ chức. Mọi người phải là một phần trong nó. Tại vì marketing không chỉ là những cái TVC, những cái biển bảng quảng cáo đẹp đẽ ngoài trời hay là những cái phương thức về truyền thông PR, mà thực chất nó là tất cả những cái hoạt động của một cái doanh nghiệp, từ cái việc mà thương hiệu được định vị ra sao này, cách mà cái sản phẩm đó được thiết kế, được tung ra thị trường như thế nào, rồi đến cái việc mà những cái sản phẩm đó được đóng gói hay là gửi đến khách hàng, cái cách mà khách hàng được phục vụ như thế nào, hay là thậm chí còn sâu hơn, cái cách mà nhân viên được tuyển dụng hay là chiêu mộ như thế nào. Nói cách khác, marketing không phải là một cái khoản chi phí của mọi công ty, mà nó thực chất là một cái khoản đầu tư vô cùng giá trị, giúp doanh nghiệp gia tăng cái giá trị thương hiệu cũng như là kích hoạt cái hình ảnh đó mang đến cộng đồng và thuyết phục mọi người mua sản phẩm một cách nhiều hơn, ở một cái giá trị cao hơn. Bạn có bao giờ thắc mắc là ở ngoài kia có hàng tỷ chủ đề thảo luận nhưng mà chỉ có một số ít trong chúng được lan truyền một cách rộng rãi hơn không? Những cái sự viral tưởng chừng như là may mắn này thực chất là nó do cái marketing truyền miệng. Quyển sách thứ hai, Hiệu ứng lan truyền của giáo sư Jonah Becker sẽ giúp chúng ta khám phá làm thế nào để một cái ý tưởng, một cái chiến dịch được lan truyền một cách rộng rãi hơn.
Ngày qua ngày thì những cái platform, những cái mô hình của marketing luôn luôn được cập nhật và luôn luôn được nhân rộng ra nhiều hơn để có thể mang những cái thông điệp, những cái thông tin của doanh nghiệp đến với khách hàng một cách rộng rãi hơn. Tuy nhiên là marketing truyền miệng luôn luôn là một trong số những cái platform được coi là vĩnh cửu. Đặc biệt là trong thời đại 4.0 thì những cái điều mà bạn chia sẻ từ những cái trải nghiệm của bản thân sẽ được lan truyền rộng rãi chỉ trong vòng vài tích tắc. Có thể nói là marketing truyền miệng ngày càng trở thành hổ mọc thêm cánh trong cái thời đại hiện đại như bây giờ. Quyển sách là tập hợp nghiên cứu của hàng trăm thông điệp, ý tưởng, sản phẩm được đúc kết gọn gẽ thành 6 nguyên tắc step của sự lan truyền. Yếu tố đầu tiên, social currency, sự công nhận xã hội, chúng ta chia sẻ những thứ khiến bản thân có vẻ tuyệt vời hơn. Để khiến mọi người nói đến thì các cái doanh nghiệp cần phải tạo ra sự công nhận xã hội bằng cách là đưa cho mọi người một số những cái ý tưởng này, những cái quảng cáo này, những cái thông điệp, những cái sản phẩm khiến bản thân họ trở nên tuyệt vời hơn khi họ nói chuyện với cả người khác. Tiếp theo, trigger, kích hoạt, làm thế nào để sản phẩm dễ liên tưởng, dễ nhận diện, dễ được nói tới hơn. Một thứ được kích hoạt càng nhiều sẽ càng dễ được liên tưởng hơn, mang tới cái sự thành công vang dội hơn. Đó là lý do vì sao là chúng ta, marketer luôn luôn sẽ đập phủ tất cả những cái thông tin bằng những cái biển bảng ngoài trời này, influence marketing này, SMS branding này, rồi vân vân vô số những cái thứ, những cái platform, kể cả paid owner. Yếu tố thứ ba, emotion, cảm xúc. Khi chúng ta quan tâm, chúng ta chia sẻ. Có lẽ không cần phải bàn cãi, cảm xúc chính là điều làm cho một clip được nhớ đến, được quan tâm. Chia sẻ cảm xúc cũng giống như những chất keo kết dính xã hội, giúp gắn kết và làm bền vững những mối quan hệ. Cùng tìm hiểu về yếu tố tiếp theo, public, công khai, được tạo ra để công khai và phát triển. Bạn có thể không biết là hàng xóm nhà chúng ta sử dụng kem đánh răng gì, nhưng mà bạn biết rằng là họ sử dụng xe gì đúng không? Keyword ở đây đó chính là sự công khai. Thứ nào càng dễ dàng mang ra thảo luận nhiều hơn thì điều đó làm tăng sự truyền khẩu. Yếu tố thứ 5, practical value, những thông tin mà bạn có thể sử dụng. Khi mọi người nghĩ về việc thực tế ở trong tiêu dùng thì tiết kiệm tiền sẽ được là cái yếu tố được đưa lên hàng đầu. Chính vì vậy trong cái chương này sẽ nói khá nhiều về tâm lý học kinh tế. Mọi người có thể tham khảo clip review sách Phi Lý Trí của mình nhé. Rất là nhiều những cái bài học về tâm lý học kinh tế đấy. Cuối cùng, story, những câu chuyện, thông tin được chuyển đi dưới vỏ bọc của những câu chuyện. Đối với những cái nhãn hàng thì có lẽ storytelling, kể chuyện là một cái hình thức vô cùng quan trọng, tại vì nó sẽ bao gồm tất cả những cái điều được đề cập ở trên. Nó vừa mang lại cái sự chú ý của sự công nhận của xã hội này, vừa khơi gợi cái cảm xúc của con người, cũng như là mang đến những cái thông tin hữu ích. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là có thể lồng ghép sản phẩm một cách rất là tinh tế, khiến cho cái quảng cáo đấy không hề giống quảng cáo chút nào. Tóm lại, không phải ngẫu nhiên mà một clip, một cái ý tưởng, một cái thông điệp trở thành viral hơn những cái clip, những cái thông điệp, những cái ý tưởng khác. Chúng là những cái kế hoạch được xây dựng rất là tỉ mỉ và mọi người có thể tham khảo hiệu ứng lan truyền của Jonah Becker, hoặc là mọi người có thể tham khảo clip review sách hiệu ứng lan truyền của mình ở trên YouTube, không hề PR chút nào nhá. Hoặc là bài viết của mình trên Unimed vẫn không hề PR chút nào. Từ nãy giờ không hề PR một chút nào cả. Làm thế nào để sáng tạo những cái nội dung hài hòa cả về mặt giá trị này, thẩm mỹ, hay là mang lại những cái hiệu quả đối với cái chiến dịch truyền thông của những cái thương hiệu? Câu trả lời có ở trong Game 7 Book Content Marketing, nền tảng sáng tạo nội dung của Realbook. Thực chất thì mình rất là ấn tượng những cái đầu sách của Realbook, tại vì nó không chỉ mang lại những cái kiến thức rất là hữu ích mà cái thiết kế của nó cũng vô cùng đẹp và bắt mắt. Quyển sách sẽ bao gồm 4 phần. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ được tiếp cận những góc nhìn mới mẻ về content, bản chất của content cũng như gợi ý từ các chuyên gia giúp các marketer phát triển nội dung. Phần 2, Game Branding, sẽ mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều về xây dựng chiến lược nội dung, phân tích các cách thương hiệu quốc tế ứng dụng chiến lược nội dung để tiếp cận khách hàng khi bắt đầu thâm nhập thị trường mới, và vị trí của content trong hành trình chinh phục tâm trí và túi tiền của khách hàng. Game Communication, 4 bài viết với 4 phong cách khác nhau. Bài đầu tiên, phân biệt được hai ngành, copywriter và content writer. Thứ hai, 4 yếu tố không được phép quên trong chiến lược khác biệt hóa nội dung. Tiếp theo, influencer marketing, xu hướng hợp tác cùng những người có tiếng nói trong xã hội để lan tỏa nội dung thương hiệu. Và cuối cùng, liệu con đường từ Facebook tới content marketing có gần như các marketer thường nghĩ? Phần cuối cùng, game digital marketing. Nhiệm vụ của các marketer thế hệ digital không chỉ là tạo ra nội dung sáng tạo mà còn là kịp thời nắm bắt những thay đổi của khách hàng, từ thị trường và ứng dụng công nghệ digital để đi lên những tiên phong và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của mình. Sự kết hợp giữa sức mạnh của công cụ digital hiện đại và các nội dung sáng tạo, chất lượng, đúng và trúng insight của người dùng chắc chắn sẽ mang lại thành công cho các thương hiệu. Tham khảo bài viết chi tiết hơn trên unimed.com mọi người nhé!
Có thể nói thì Game 7 là một quyển sách hội tụ rất là nhiều những cái tinh hoa đa dạng trong ngành marketing, từ communication này, branding hay là digital marketing nữa. Mặc dù là nó không sâu hẳn về một cái vấn đề nào đó, nhưng mà nó có rất là nhiều những cái lời khuyên của các chuyên gia nổi tiếng trong ngành. Mình nghĩ rằng là đối với những bạn nào beginner, đặc biệt là những cái bạn mới bắt đầu tìm hiểu về ngành marketing, thì Game 7 sẽ là một quyển sách rất là phù hợp. Mọi người có thể thử nhé. Quyển sách tiếp theo, Sức mạnh của ngôn từ. Thực sự để mà nói thì mình luôn luôn quan niệm rằng content nó chính là cái cốt lõi của mọi sản phẩm, mọi cái dịch vụ, hay thậm chí nó là lời tuyên ngôn của mọi cái cá nhân hay là tập thể nào cả. Và quyển sách Sức mạnh của ngôn từ này sẽ găm chặt vào đầu của tất cả những marketer, tất cả chúng ta rằng content is the king. Chúng ta đang sống ở trong một cái mạng lưới xã hội với cái thông tin phủ dày đặc. Chính vì thế mà cái sự khắt khe của người tiêu dùng trong cái thị trường này ngày một gắt gao hơn. Họ mong muốn sử dụng những cái sản phẩm mà khiến cho cuộc sống họ thay đổi. Họ mong muốn sử dụng những cái sản phẩm mà tiên phong trên thị trường. Nói tóm lại, cuộc đua của những người kinh doanh vẫn sẽ quay về trở thành cuộc đua của content hay là của ngôn từ. Đây là những cái thứ có thể bao quát toàn bộ những cái giá trị của sản phẩm hay là dịch vụ. Ngôn từ chính là khởi điểm của kinh doanh, thể hiện rằng doanh nghiệp muốn hoạt động như thế nào, muốn nhân viên của mình như thế nào, muốn cống hiến như thế nào cho xã hội. Ngôn từ thể hiện rõ cái phương châm hoạt động, từ đó trở thành một cái kim chỉ nam hướng tất cả những cái thành viên trong công ty, tất cả những cái hoạt động hướng theo cái điều đó. Và có thể nói rằng cái ngôn từ nó chính là khung sườn của một bộ máy. Quyển sách Sức mạnh của ngôn từ này sẽ không giúp chúng ta làm thế nào để có thể nâng cao cái kỹ năng viết lách của bản thân đâu, mà nó chỉ giúp cho chúng ta thấu hiểu rõ là tại sao content nó lại trở thành một cái yếu tố rất là quan trọng trong mọi hoạt động marketing. Nếu mà mọi người muốn hỏi mình về một quyển sách có thể nâng cao kỹ năng viết lách, kỹ năng content thì thật ra là mình không có. Thực ra là mình đã từng tìm hiểu về những quyển sách mà có thể nâng cao kỹ năng viết lách hơn, thì mình có tìm đến Sáng tạo thần sầu, nhưng thật ra thì mình cảm thấy quyển sách này không ok lắm. Cho nên là cái lời khuyên của bản thân mình hiện tại để mọi người có thể nâng cao cái kỹ năng viết lách thì chỉ có đúng 2 tips rất là đơn giản sau đây: một là đọc, hai là viết. Cứ đọc thật nhiều, cảm thụ, hiểu, tích lũy kiến thức, sau đó là thực hành viết nó ra, truyền tải cái cảm xúc, cái thông điệp, cái ý tưởng của mình vào cái chữ viết. Còn về sách thì có thể thì mình sẽ đọc nhiều hơn để có thể review cho mọi người những quyển sách mà phù hợp nhất. Còn lại để mà quyển này thì không. Có lẽ dân marketing không còn quá xa lạ gì đối với những cái bộ giáo trình của giáo sư Philip Kotler, một cái huyền thoại marketing trên thế giới. Bước vào thời kỳ marketing 4.0, khi mà cái kỷ nguyên công nghệ số đã và đang ở trên một cái tầm cao mới, thì con người luôn luôn được đưa ra trở thành trọng tâm của mọi cái sự biến đổi. Và quyển sách Tiếp thị 4.0 dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số này, nó chính là một cái phiên bản cập nhật giúp chúng ta, những cái marketer có thể bắt kịp những cái xu hướng marketing mới nhất của thời đại. Nếu như marketing 1.0 tập trung vào sản phẩm, làm thế nào để doanh nghiệp có thể tạo ra một cái sản phẩm và bán sản phẩm đó ra thị trường như thế nào, 2.0 thì tập trung vào khách hàng, làm thế nào để có thể xác định được khách hàng đúng mục tiêu, đúng đối tượng và bán sản phẩm đối với khách hàng như thế nào. 3.0 thì đề cao vào những cái giá trị xã hội mà cái doanh nghiệp có thể tạo được cho môi trường, cho xã hội. Thì 4.0 lại cực kỳ chú trọng đến nghiên cứu những cái hành vi của con người trong thời đại số. Quyển sách gồm 3 phần với nội dung cụ thể như sau. Phần 1, yếu tố môi trường đang định hình hoạt động marketing sẽ tổng hợp những cái quan sát của tác giả về sự dịch chuyển của thế giới số. Chúng ta đang ngày càng ghi nhận vai trò của khả năng kết nối trong cuộc sống của con người. Phần thứ hai về mô hình cho hoạt động marketing sẽ là phần trọng tâm của quyển sách, đi sâu vào tâm lý khách hàng gắn liền với những chuyển đổi của thời đại số 4.0. Phần cuối cùng, chiến thuật marketing 4.0 sẽ miêu tả chi tiết các chiến thuật chủ đạo của marketing thời đại số. Với mục đích chính là lấy con người làm trung tâm, chúng ta sẽ học cách nhân cách hóa thương hiệu với các giá trị của con người. Làm thế nào để marketing gắn liền với kết nối, khiến việc mua hàng là quá trình trao đổi hai chiều. Tham khảo bài viết chi tiết hơn trên unimate.com mọi người nhé. Trong quyển sách này thì tác giả đưa rất là nhiều những cái sơ đồ minh họa vào để giúp cho chúng ta có thể có một cái luồng tư duy mà không bị rối. Tuy nhiên thì đối với mình thật ra là cũng khá là khô khan, nhưng mà ở trong một cái thời đại 4.0 như hiện tại, khi mà tất cả mọi thứ nó đang biến đổi một cách rất là nhanh, thì marketing, một cái ngành nghề năng động, nó cũng đang bị biến đổi theo thị trường nó rất là nhiều. Chính vì vậy, quyển sách này vẫn là một trong những quyển sách mà mình rất là highly recommend, mọi người hãy thử đọc, thử tìm hiểu, thử nghiên cứu. Ok, và đó là top 5 quyển sách về marketing hay nhất mà mình đã đọc trong năm vừa rồi. Những cái review chi tiết hơn về từng quyển sách đều được mình update ở trên trang web Unimate, nên là mọi người hãy lên trên đó và cập nhật những cái bản chi tiết hơn nhé. Tại vì mình biết là clip này cũng đã rất dài rồi, và mình cảm ơn mọi người rất nhiều nếu mà đã xem đến cái đoạn này của video. Mình sẽ gặp lại các bạn sớm thôi, bye bye.